Vâng, lại một lần nữa xin chào quý vị và các bạn. Những quá trình chuẩn bị cuối cùng đang sắp được hoàn tất và chúng ta sẽ đến với trận đấu ngày hôm nay. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Như vậy là trọng tài đã cho trận đấu được bắt đầu. Rất nhịp nhàng, gặt bóng rất dễ dàng, đưa cho khe. Phạm lỗi, mất bóng rồi, pha phản công, pha cắt bóng rất tỉnh táo, Pereira, rất tốt, anh sẽ làm gì đây? Phản công, không được, đường chuyền chuẩn xác, Pereira vẫn tiếp tục đi bóng. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Saul. Một pha treo bóng. Một tình huống làm thót tim các cổ động viên. Chờ Emerson không biết mệt mỏi. Pereira. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi Ca Cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Phan Bách, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Phan Bách sẽ độc quyền giải đấu này. Phạm lỗi rồi. Một thẻ vàng. Không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Chuyền vào trong. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Chuyền bóng tốt. Rất tốt. Coleman.
5. Lấy bóng rất đơn giản, bóng đã được phát ra. Thời gian của trận đấu đã trôi qua phút thứ 30. Saun. Đường chọc khe. Rất chính xác. Chuyền vào trong. Đọc tình huống rất tốt. Một quả ném biên. Đường chuyền sang cánh khá tốt. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Saun. Cơ hội tấn công. Chuyền bóng tốt. Rất bình tĩnh. Sẽ có một tình huống ném biên. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Chuyền vào trong. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Flypatch để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Tình huống phá bắt biệt vị. Dứt điểm. Một bàn thắng đã đến là điều hiển nhiên trong một thế trận như thế này. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Với việc sở hữu một huấn luyện viên rất kinh nghiệm, khả năng đọc trận đấu và sử dụng con người rất sắc bén, thì cho tới lúc này đội khách đang giành được những kết quả rất khả quan ở những đấu trường mà họ tham dự. Pereira. 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 Tìm người để phối hợp. Không được. Rất tốt. Đường chuyền không tốt.
khoảng trống rất lớn ở cánh. Vasily rất cầu thả. Cơ hội để phản công. Giữ bóng rất tốt. Chuyền bóng tốt. Đường trong khe. Thủ môn đã chọn vị trí rất tốt để chặn đường tấn công. Phối hợp khá đơn giản. Và phối hợp không thành công. Phối hợp khá đơn giản. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Như vậy là đã có sự thay đổi người. Đã có một pha phạm lỗi. Góc sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Quả đá phạt. Pha giải nguy rất tốt. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Chuyền vào trong. Pereira. Chuyền bóng tốt. Rashford. Tìm đồng đội để chuyền bóng. Theo quan sát của chúng tôi thì có lẽ một số cầu thủ trên sân đang có dấu hiệu xuống sức. Huấn luyện viên nên đưa ra những sự thay đổi để gia tăng thế trận. Một đường chuyền bóng dài. Pereira. Tình huống tuyệt vời đã giúp cầu thủ này chặn được đường chuyền vừa rồi. Không được. Đường chạm khe. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback Cộng 1 hoặc Fightback Phong Cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Rất bình tĩnh. Saul. Tình huống nguy hiểm. Pereira. Phối hợp khá đơn giản. Cần phải thi đấu đột biến và cần sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.